Đây là lần thứ 5 ông Putin đến Việt Nam và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên ông Putin tới thăm sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 vào đầu tháng 5 vừa qua. Trước đó, tổng thống Vladimir Putin đã có 4 lần đến Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2001. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nga lên mức độ phát triển mới. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2006. Chuyến thăm Việt Nam là dịp khẳng định quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được tăng cường và phát triển, nói lên sự quan tâm của chính phủ và nhân dân Nga đối với Việt Nam. Trong các cuộc gặp và hội đàm, hai bên nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện Việt-Nga trên cơ sở phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Liên bang Nga đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2013. Đây là chuyến thăm lần thứ ba và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Putin đến Việt Nam. Nhân chuyến thăm này, ngoài tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, hai bên còn ký kết hơn 20 hiệp định, văn bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại thành phố Đà Nẵng. Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế.